Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lập kỳ tích dù là đội gặp khó khăn lớn nhất của CUP. Tờ báo quốc tế cho rằng tuyển nữ Việt Nam là đội gặp khó khăn lớn nhất trong số các đội mới lần đầu tiên dự World Cup. Nhưng dự đoán thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có bàn thắng và có được điểm số. Ngày 6 tháng 7, trang dfectorg.com có bài bình luận về tuyển nữ Việt Nam với tiêu đề "Lần ra mắt World Cup của Việt Nam có thể ngắn ngủi nhưng ngọt ngào". Tuyển bút Patrick Redford chỉ ra những khó khăn mà tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt, nhưng đặt niềm tin rằng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ làm nên kỳ tích ngay lần đầu dự lễ hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Trong phần mở đầu, trang dfectorg.com bình luận, trong số 8 đội ra mắt World Cup năm nay, tuyển nữ Việt Nam là đội gặp khó khăn lớn nhất do nằm ở bảng đấu rất nặng. Sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại, phần thưởng dành cho tuyển nữ Việt Nam là cột mốc lịch sử. Với tư cách là đội tuyển quốc gia đầu tiên của Việt Nam lọt vào sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, tại World Cup, họ phải đối mặt với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha cũng đang tiến bộ. Tất nhiên, tuyển Việt Nam nên cảm thấy hạnh phúc khi đến New Zealand và tận hưởng trải nghiệm được thi đấu ở World Cup trước khi trở về. Cố gắng tiếp tục leo lên ở châu Á và bắt đầu lại quá trình chinh phục giải đấu vào năm 2027. Nhưng tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện một số điểm mạnh về tinh thần, tính tổ chức trong suốt một năm qua. Họ có sự chuẩn bị tốt trước khi chạm trán những đội hàng đầu thế giới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung mang đến giải đấu một đội hình cực kỳ giàu kinh nghiệm và chính ông cũng từng huấn luyện ở rất nhiều cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ ở Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn thiết lập sơ đồ 5-4-1 để bước vào những trận đấu đầy khó khăn trước những đối thủ vượt trội. Với hai tiền vệ phòng ngự rất giàu kinh nghiệm và hai tiền vệ cánh sắc sảo có thể tung ra những đường truyền dọc cho tiền đạo ngôi sao của họ, tuyển nữ Việt Nam cũng vừa chơi một trận đáng ngưỡng mộ dù thua Đức 1-2. Tuyển nữ Việt Nam đã tự khẳng định mình là đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á và họ gửi một cầu thủ xuất ngoại sang châu Âu, Quỳnh Như. Bên cạnh những đội tuyển hàng đầu, tuyển nữ Việt Nam có một số cầu thủ ở độ tuổi ngoài 20 hứa hẹn sẽ tạo ra ảnh hưởng ở New Zealand. Có rất nhiều điều thú vị ở đây, ngay cả khi họ hầu như không có cơ hội chơi trận thứ tư tại World Cup 2023. Ở phần cuối của bài viết dài, trang dfectorg.com, dự đoán tuyển nữ Việt Nam sẽ lập kỳ tích bằng cách ghi được bàn thắng và có thể sở hữu điểm số dù phải đối đầu những đội cực mạnh ở World Cup. Một kỳ World Cup thành công sẽ như thế nào với tuyển Việt Nam? Nó khá đơn giản, chúng tôi dự đoán tuyển nữ Việt Nam sẽ có được một điểm. Chúng tôi rất muốn thấy Việt Nam đánh bại Hà Lan hoặc Bồ Đào Nha, nhưng để thực tế hơn, chúng tôi nghĩ Việt Nam sẽ có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup và cũng có thể là điểm số đầu tiên. Đó sẽ là kết quả rất tuyệt vời đối với họ. Trong phần trước đó, trang dfectorg.com thậm chí còn điểm qua về lịch sử của Việt Nam, nhắc tới anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, đề cập sơ lược về văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Trong phần ngôi sao nổi bật, trang dfectorg.com đã dành lời khen cho tiền đạo Huỳnh Như là ngôi sao nổi bật, đang thuộc một câu lạc bộ ở châu Âu. Cô ấy là một thế lực với trái bóng trong chân, có khả năng xử lý trong không gian hẹp rất tốt. Cầu thủ 31 tuổi này cũng là cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam với 67 bàn chỉ sau 72 trận. Ở phần ngôi sao trẻ xuất sắc, trang dfectorg.com ấn tượng rất mạnh với tiền đạo cánh Thanh Nhã. Thanh Nhã, tiền đạo 21 tuổi đã chơi bóng đỉnh cao trong 7 năm ở Việt Nam. Cô ấy có tốc độ cực nhanh. Cô ấy không thường dê bóng như Huỳnh nhưng mà thi đấu với phong cách rất khác. Với sở trường tốc độ và khả năng dứt điểm, Thanh Nhã sẽ rất thích hợp để tuyển nữ Việt Nam thực hiện một số pha phản công. Ở trận giao hữu gặp Đức, chính Thanh Nhã đã ghi bàn rút ngắn tỷ số sau khi dễ dàng vượt qua hai trung vệ rồi dứt điểm lạnh lùng. Theo lịch tại World Cup, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan 1/8. Trước đó, toàn đội sẽ có hai trận giao hữu quan trọng gặp tuyển New Zealand và Tây Ban Nha vào các ngày 10 và ngày 14 tháng 7.